Từ lâu, thôn Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực được biết đến là cái nôi của nghề phở nổi tiếng trong cả nước, trở thành một điểm du lịch độc đáo đón du khách thập phương. Thôn Vân Cù có nghề làm bánh phở tươi truyền thống lâu đời. Theo những người cao niên trong thôn kể lại, thuở xa xưa, vào những tháng mùa đông hay mưa phùn, không có nắng để phơi, người trong thôn phải bán bánh phở tươi. Dần dần trong quá trình làm nghề, người dân đã sáng tạo ra cách làm mới, đó là thái nhỏ bánh phở thành sợi, tạo thành món phở chan cùng nước dùng từ xương, thịt gà, lợn. Từ đó, món phở ra đời tạo nên món ăn độc đáo, hấp dẫn. Người làng Vân Cù đã đi bán phở từ những năm 1900 đến giai đoạn 1920-1930. Ở làng Vân Cù đã xuất hiện những người nổi danh về nghề phở ở Hà Nội. Đến những năm 1980 trở lại đây, nghề phở phát triển rất nhanh và người dân thôn Vân Cù đã mang nghề phở đi khắp đất nước. Song phát triển nhất vẫn là tại thủ đô Hà Nội. Ngoài họ Cô chiếm số đông, còn nhiều họ khác cũng làm bánh phở như họ Vũ, họ Phan, họ Đoàn, họ Nguyễn. Tất cả cùng làm nên thương hiệu phở bò Nam Định truyền thống. Bí quyết cái bánh phở là trước tiên là cái kỹ thuật của mình. Đấy, mình biết chọn gạo, biết sửa cái cối, làm sao bột nó bánh mềm. Theo cái thời tiết, cái kỹ thuật của mình, thịt mình phải chọn thịt tươi, xương nữa có làm sạch sẽ. Đấy. Cách pha chế của mình là sao cái để được cái khách hàng ta đấy nhớ đến mình. Đấy. Thương hiệu phở bò Nam Định xuất hiện từ những quán ăn bình dân đến những nhà hàng khách sạn sang trọng. Bí quyết để tạo nên thương hiệu phở của người Vân Cù nằm ở nước dùng. Ngoài việc chọn nguyên liệu tươi ngon, chủ yếu là xương bò, xương lợn, người Vân Cù còn có bí kíp để xử lý nguyên liệu sao cho loại bỏ được mùi hôi, làm dậy lên mùi béo ngọt của xương hầm. Nước dùng ngoài xương là nguyên liệu chủ yếu. Để có vị ngọt thanh, người nấu phở nơi đây dùng các loại củ quả để nấu cùng, tạo nên hương vị đặc trưng riêng có. Món này trở thành đặc sản để du khách phải tìm thưởng thức bằng được mỗi dịp có điều kiện về với Nam Định. Làng Vân Cù này thì nó phải là cái nôi của phở, cho nên là nó có truyền thống, cho nên là rất ngon và ai ăn vào là cũng mê luôn. Trải qua hơn 100 năm, hương vị đặc biệt của phở bò Nam Định vẫn được người dân quê hương gìn giữ cho đến ngày nay. Theo ước tính, hiện nay những người từ làng Vân Cù đã đi tạo lập trên 100 quán phở và khoảng 20 cơ sở sản xuất bánh phở khắp cả nước. Năm 2012, câu lạc bộ phở Vân Cù ra đời với khoảng 50 đầu bếp đồng tâm nhất trí tham gia nhằm đem hết nhiệt huyết nghề, tinh túy của nghề truyền bá thời ông cha để lại để vừa học hỏi lẫn nhau, vừa rút kinh nghiệm để mang đến những bát phở ngon nhất, đúng gốc thương hiệu phở Vân Cù. Thì anh em chúng tôi là cảm thấy là rất vinh dự là được cái nghề nghiệp của mình đã được các cấp lãnh đạo quan tâm. Và anh em lại có cái nghề cái lôi của phở nữa. Hôm nay mấy ngày hôm nay là anh em tôi là tập trung hết sức vào cái nghề của phở để giữ không được mai mốt sau này và muốn hướng tới phát triển quốc tế. Đến nay, hàng trăm chủ quán phở của làng đang bán phở ở khắp các tỉnh thành đã cùng tự nguyện gia nhập câu lạc bộ phở Vân Cù, tạo thành một cộng đồng vững mạnh, bảo vệ thương hiệu làng và góp phần giữ được nét ẩm thực đặc sắc của Nam Định ngày càng lan tỏa trên khắp cả nước. Đối với người dân làng Vân Cù thì rất là ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là quảng bá được cái phở của người làng chúng tôi đã có tồn tại hơn 100 năm nay rồi. Cái thứ hai nữa để khách biết được cái phở của Việt Nam nói chung và phở Nam Định và đặc biệt là phở ở Vân Cù của chúng tôi đã đi thành danh ở khắp nơi. Khi mà phở Vân Cù có cái truyền thống lâu rồi thì anh em chúng tôi là có thành lập một câu lạc bộ phở Vân Cù trực thuộc của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Nam Định cũng như là Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. Thì chúng tôi đã có những cái tuyên truyền quảng bá hình ảnh và đặc biệt là chú trọng đến cái vệ sinh an toàn thực phẩm và cái chất lượng đầu vào cũng như là cái thể hiện cái hiếu khách của người Nam Định nói chung và người Vân Cù nói riêng. Hương vị phở Vân Cù của làng không chỉ vang danh trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới, mang lại đời sống kinh tế khá giả cho những người biết phát huy lợi thế của quê hương mình. Đối với lại coi như là thôn Vân Cù là rất là coi như thế là về trong mấy năm trở lại đây về các công trình kiến thiết
đường xá, giao thông, các công trình coi như thế là phúc lợi, nhà cửa của bà con nhân dân rất là phát triển. Phát triển với cái lý do là cái điểm mạnh là bà con nhân dân coi như thế là đi làm, coi như thế là nghề bán phở. Nghề bán phở này là nghề kiếm tiền coi như thế là trong mấy năm trở lại đây bà con nhân dân là rất là coi như thế là đem về cho quê hương. Đấy. Trải qua thăng trầm lịch sử, những người làm nghề phở ở Vân Cù luôn gìn giữ và phát huy tinh hoa ẩm thực của địa phương, góp phần nâng tầm ẩm thực Việt, đưa phở trở thành một thương hiệu quốc gia gắn liền với phát triển du lịch trong và ngoài nước.